Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 363 của Show Công nghệ TLD. Thưa các bạn, một tuần trôi qua rất nhanh đúng không các bạn? Hôm nay đã là chủ nhật rồi. Tương chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhé. Còn với anh em mình thì vẫn cứ tiếp tục trả lời những câu hỏi của các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của bạn Nguyễn Luân. Bên anh có dòng Dell 7390 và 7490 không ạ? Báo giá giúp em hàng New Phonebook và hàng Line New 99% với ạ. Hiện nay 7390 thì anh đang có hàng 99%, được cả trang bị phiên bản i5 RAM 8 GB DDR26, anh đang bán với mức giá là 14.500.000. Máy mới thì anh đang bán là 16.590.000. 7490 thì anh đang có hàng 99%, đang bán mức giá là 15.900.000 cho máy 99% và đang bán mới là mức 18.500.000 em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Công Quang Đỗ. Anh ơi, anh chỉ em cắt tiết kiệm pin trên con chip Ryzen 5 3500U với ạ. Em ơi, thông thường trên các dòng máy thì nó hoàn toàn tự động em ạ. Bởi vì pin thì nó sẽ tự động, và nếu mà em muốn tắt đi thì ở phần góc của quả pin ấy thì em tắt các chế độ tiết kiệm điện đi. Em tắt đi thì nó sẽ tốn pin hơn ở góc quả pin em nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Tư Ngô. Em định mua chiếc Mac Air M1, nhu cầu chủ yếu là làm Word, Excel, PP thì có tốt không ạ? Em cảm ơn anh ạ. Quá tốt em, đang cực hot trên thị trường và đang bán cực kỳ chạy và không có máy để bán. Chỉ bởi vì cái chip của nó quá ok em ạ, em nhé. Câu hỏi số 4 của bạn Luân Lê. Anh ơi, cho em hỏi là con InVision 5593 bản i5 10350G1 so với con Lenovo IdeaPad 5 14TL05 thì con nào sẽ làm đồ họa tốt hơn ạ? Với dòng Cebu thế hệ 11 bây giờ, thứ nhất là về công nghệ của Cebu, anh nghĩ là nó rất ok. Đặc biệt nó được tích hợp Vega đời mới, nó là Iris Plus, thì anh thấy là bản thân anh đã từng test rồi, nó mạnh hơn 2,7 lần so với Vega, ở đây là UHD Graphics 620. Và thực tế nó có thể mạnh tương tự so với MX230 với công nghệ CPU và các tác vụ mới. Có một tính năng nữa trên phiên bản i7 đó là tiết kiệm pin nữa. Anh nghĩ là với phiên bản IdeaPad 5 sẽ ok hơn so với phiên bản CPU Ice Lake thế hệ thứ 10 em nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Huy Lê. Anh ơi, cho em hỏi là máy này còn dùng tốt không ạ? Ở đây là chiếc laptop Acer Nitro 5 AN515 model 2018, xuất còn hàng này không ạ? Em cảm ơn đây. Em ơi, dòng Acer Nitro 5 là một trong những dòng máy phải cực kỳ nổi tiếng về gaming và đồ họa, và chất lượng của nó cực kỳ ok, khả năng tản nhiệt tốt. Với tầm tiền đầu tư dưới 15 triệu thì đây là chiếc máy cực kỳ ok để em có thể làm đồ họa, chơi game và mọi tác vụ về sử dụng của máy tính, laptop, thì đây là chiếc máy tốt trong phân khúc dưới 15 triệu em nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Phong Vũ. Nhà mình có hỗ trợ mua trả góp không anh? Xin giới thiệu với em là em Hằng thì chuyên cho vay tài chính và trả góp ở công ty anh làm cũng tương đối lâu rồi. Hằng có thể tư vấn trả góp thêm cho em nó. Hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho tất cả các dòng máy luôn. Đối với khoản trả góp thì bên mình chỉ cần chứng minh thư bằng lái xe, nếu không có bằng lái xe có thể thay bằng sổ hộ khẩu. Và bên em cho vay khá là rộng, từ khoảng 20% cho đến 80% giá trị máy, cho nên anh cứ thoải mái ạ. Thì mời bạn qua cửa hàng bạn nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Anh Nguyễn. Anh ơi, máy em mới mua được 2 tháng mà sử dụng thỉnh thoảng bị đơ màn hình, chuột đồ họa cũng không chạy luôn, không biết là bị làm sao ạ. Máy của em ở đây là IdeaPad 5 ạ. Trong tình huống như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ thử cài lại hệ điều hành trước. Nếu mà cài lại hệ điều hành nó hết thì có lẽ là chiếc máy chúng ta chỉ lỗi win thôi. Còn cài lại mọi thứ mà không hết mà thỉnh thoảng bị treo đơ như này, có thể nguyên nhân là phần cứng nào đó trong máy nó bị lỗi. Tốt nhất là em nên qua cửa hàng để được kiểm tra. Và dòng này thì chắc chắn là chưa hết bảo hành đâu. Em mua ở đâu thì qua trực tiếp đó họ sẽ kiểm tra máy phần cứng cho em nhé. Tốt nhất là cứ lên đi kiểm tra để chúng ta sẽ yên tâm hơn, dùng nó phải dùng được. Chứ đang dùng mà nó treo đơ rất là bực mình em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn Quân Chuột Studio. ThinkPad P53 bản i7-9750H với Dell XPS 15 7590 bản i7-9750H thì khác nhau về các đồ họa không ạ? Và con nào sẽ bền hơn, ổn định hơn? Anh có thể review giúp em một số thông tin về hai máy ạ? Thứ nhất là dòng ThinkPad P53. Đây là chiếc Mobile Workstation, nó còn gọi là máy chạm, chuyên dành cho kỹ sư đồ họa. Việc các làm được ở đây chúng ta sẽ có là đồ họa 3D này, đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết. Thì dòng máy chạm của nó sẽ hơn rất nhiều so với dòng Dell XPS 7590. 7590 là một trong những chiếc máy mỏng nhẹ cơ động làm đồ họa sang trọng, nhưng riêng về độ bền cũng như khả năng nâng cấp thì chắc chắn nó sẽ không bằng P50 được em ạ. P50 sẽ cho phép các em nâng cấp là RAM tối đa 128GB RAM, và Vega của nó là card màn hình Quad Pro, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn so với dòng card GTX trên 9570 hoặc 7590 em nhé. Đó, 7590. Bởi vì dòng GTX thì nó hỗ trợ các thuật toán khi chúng ta chơi game và có thể edit video.
Nhưng nói về độ bền, về đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết thì với phiên bản ThinkPad P53 sẽ ok hơn, khả năng nâng cấp tốt hơn và chịu tải tốt hơn so với XPS 7590. 7590 là một trong những chiếc máy mỏng nhẹ sang trọng và vẫn tích hợp phần đồ họa tương đối ok, nhưng mỏng manh thì thông thường nó sẽ không thể trâu bằng những chiếc máy dày hơn và chuyên nghiệp bằng dòng P53 nếu mà em thực sự làm đồ họa như vừa rồi anh nói em nhá. Câu hỏi số 9 của bạn Kiên Nguyễn Duy. Chào anh cho em hỏi là em có chiếc laptop Dell Inspiron 3420 bản i5, em muốn nâng cấp lên CPU là Core i7 hoặc cao hơn, liệu có được không ạ? Dòng máy của em hoàn toàn cho phép em nâng cấp lên phiên bản Core i7 nhá, và cùng đời chip, thế chip của em là ok. Máy của em còn cho phép nâng cấp cả RAM, cho phép em nâng cấp cả ổ cứng SSD em nhá. Câu hỏi số 10 của bạn Thanh Thanh. Máy em chơi game toàn lên nhiệt độ tầm 80 đến 90 độ. Khi chơi game thì máy nóng như đang nướng thịt vậy. Em muốn mua một chiếc laptop để chơi game trong tầm giá từ 15 đến 18 triệu, mới hay cũ đều được, thì không biết con nào sẽ tốt hết ạ? Thực tế là một chiếc máy mà làm đồ họa hay chơi game nặng ở mức nhiệt độ từ 80 đến 90 thì vẫn có thể chấp nhận là chơi được và không ảnh hưởng gì đến chất lượng phần cứng. Nhưng mà đối với những chiếc máy bây giờ thì thông thường nhiệt độ của nó chơi game từ khoảng 50 đến 70 độ C. Còn máy của em nó nóng như này thì thứ nhất có thể là phần cứng của em quá lâu ngày rồi chưa được vệ sinh bảo dưỡng. Em lên vệ sinh bảo dưỡng và tra lại keo tản nhiệt là máy nó sẽ mát ok em nhé. Còn với mức nhiệt độ từ 70 đến 80 chơi game thì không ảnh hưởng gì đâu. Kể cả những chiếc máy đời mới chơi game nặng nó vẫn có thể lên 90 độ mà em. Còn đối với dòng tầm tiền em đang mua từ 15 đến 18 triệu mà em thích nhiệt độ ok và mát nhất, em mua cho anh con Acer Nitro 5 phiên bản 2020. Như cửa hàng anh đang bán mới với phiên bản đó là i5 10300H RAM 8GB DDR5/6 GTX 1650. Chiếc máy chơi game thì nó có mức nhiệt độ từ khoảng 60 đến 70 thôi, anh đang bán 18.900 thì là chiếc máy ok nhất để em chơi game và nhiệt độ tốt nhất trong phân khúc giá tầm tiền của em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Hina Sauna. Em vừa mua chiếc Lenovo IdeaPad S540 bản 14 inch, nhưng do hôm bữa bận công việc quá nên khi gặp máy xuống thì có vài lần máy đột nhiên bị màn hình đen, bây giờ bật không lên nữa. Anh cho em hỏi là nếu gặp màn hình xuống thì cần phải làm sao để sắt được máy ạ? Thực ra thì những chiếc máy bây giờ thiết kế việc này em đang dùng mà em gặp máy xuống thì nó sẽ chuyển đến chế độ ngủ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì chất lượng phần cứng cả. Có thể nguyên nhân ở đây là khi em gặp xuống thì nó đang ở chế độ update win, và update win thì nó chưa update hết, khi em gặp xuống thì nó sẽ bị treo. Thông thường là chúng ta sẽ, nếu mà máy nó vẫn còn đang chạy ấy, thì em chỉ cần giữ vào phím nguồn tắt đi khoảng 10 giây thì tất cả các đèn tín hiệu trong máy nó tắt rồi, thì em bật đến lại nó sẽ lên bình thường. Còn tốt nhất là em cứ update hết mọi thứ xong thì không vấn đề gì cả. Còn nếu mà thông thường khi chúng ta không sử dụng máy nhá, rút sạc ra, tắt máy đi, gập máy xuống cho anh là an toàn nhất. Còn nếu mà thông thường kể cả đang như này, chúng ta đang vội gập máy xuống không ảnh hưởng gì cả, nó chỉ ở chế độ ngủ thôi em nhá. Còn nếu mà tình trạng mà như này có thể là nếu mà gặp vấn đề về phần cứng thì em nên qua cửa hàng để kiểm tra lại. Phiên bản này chắc chắn là rất mới, chưa hết bảo hành đâu em nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Công Nghệ. 20 triệu thì nên mua máy chạm nào ạ? Và trong tầm này thì máy nào sẽ làm được đồ họa render video ổn nhất ạ? Trong tầm tiền này của em thì sẽ có ThinkPad P50, ThinkPad P51, Dell thì có Ryzen 7510, 7520, HP thì sẽ có ZBook 15G3, ZBook 15G4. Đây là những chiếc Mobi Quotation tốt nhất trong phân khúc giá, đầu tư cực kỳ nhiều cho giới trẻ Việt Nam cũng như các bạn khởi nghiệp. Các bạn làm công việc kỹ thuật thì em tham khảo những cái mẫu máy vừa rồi. Anh đã có rất nhiều bài test trên YouTube thì em có thể tham khảo thêm em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Scott Atkin. Tầm 10 triệu thì nên mua con máy nào là tốt nhất ạ? Nhu cầu ở đây là học tập đồ họa nhẹ nhàng, game nhẹ, mong anh trả lời ạ. Trong tầm tiền này thì vẫn là phiên bản huyền thoại Dell Latitude 6540. Chiếc máy được trang bị màn hình 15.6 inch Full HD, RAM 8GB và SSD128 cộng thêm ổ 500 VGA-RJ sẽ có giá 10 triệu rưỡi trên thị trường. Còn nếu như em thích chơi game thì có thêm phiên bản Dell 7447 Gaming. Chiếc máy được trang bị i5 4210H, RAM 8GB, SSD128 VGA-RJ. Nó là dùng GTX 84850. Con này 4GB, chơi game cực kỳ sướng nhưng màn hình 14 inch thì em có thể chọn hai phiên bản vừa rồi. Còn nếu mà chỉ chơi game nhẹ không thì em hoàn toàn có thể chọn những phiên bản trang bị chip U nó vẫn rất là khỏe em nhá. Ví dụ như là chip U thì nó không khỏe bằng chip H hoặc chip HQ được, nhưng nó vẫn có thể chơi các tác vụ game nhẹ. Màn hình to thì em chọn ra con Dell Latitude 5570. Đấy, 5570 thì nó có cả phiên bản chạy chip HQ đầu tư khoảng tầm trên 10 triệu em mới mua được. Còn chip U thì nó chỉ hơn 8 triệu thôi em nhá. Câu hỏi số 14 của bạn Dương Nguyễn. Em học công nghệ thông tin, muốn mua một chiếc máy trong tầm 20 triệu để chơi game làm đồ họa nhẹ, pin trâu một chút thì nên chọn máy gì ạ? Trong tầm này nếu mà mỏng nhẹ cơ động và sang thì em chọn cho anh phiên bản Dell Inspiron 7490, thường được pin 8 tiếng và trang bị CPU đời 10. Máy chỉ có trọng lượng hơn 1kg và màn hình của nó là 100% sRGB. Hoặc là có thể chọn Dell XPS 7390, đều sử dụng thời lượng pin được 8 giờ đổ lên. Còn nếu mà thực sự mà em thích cái sự kỹ thuật mà công nghệ thông tin thì em có thể chọn chiếc ThinkPad T490S
Đấy, thời lượng pin cũng tầm 7-8 tiếng. Và T490 phiên bản màn hình có độ sáng 400 nit, RAM 16GB, SSD 512GB, đang có giá là 23.500.000 em nhé. Thì mấy chiếc máy vừa rồi em giới thiệu cho em thời lượng pin tốt này, mỏng, nhẹ, cơ động và rất là sang em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Duy Nguyễn. Chào anh ạ, laptop 17 inch để làm việc đồ họa nặng thì nên mua chiếc máy nào ạ? Nhẹ nhẹ một chút với ạ. Em thích những con như là P70 và nó có nặng quá không ạ? Trong giá tầm khoảng 25 triệu. Thứ nhất, các dòng máy Mobi Multition nếu mà phân khúc màn hình 17 inch thì trọng lượng em chấp nhận nó phải trên 3 kg. Và đã là dùng màn hình 17 inch thì em đừng quan tâm đến trọng lượng, bởi vì thực tế những dòng máy này dành cho những người chuyên nghiệp để làm gì? Để chúng ta có thể cày kéo đồ họa nặng, nó chịu tải nặng và khả năng nâng cấp tốt. Trong tầm tiền của em thì nó có Presun như là 7710, đấy, HP ZBook 17G3 và có chiếc ThinkPad P70 này. Trong tầm tiền của em đầu tư thì em có thể tham khảo bài đánh giá của anh trên YouTube. Còn dòng này thì chấp nhận một chút nặng nhưng thực sự nó rất là khỏe mà, cực kỳ khỏe. Và màn hình to thì chúng ta sẽ có không gian làm việc cực kỳ sướng, nó sẽ hỗ trợ công việc em tốt hơn. Còn thực tế như anh em mình thì xách một chiếc máy 3kg với hành trang khoảng 5kg thì với anh không vấn đề gì. Còn với mọi người thì không biết em nhá. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp ngày hôm nay. Và cứ 2 ngày thì chúng tôi vẫn có một số hỏi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy, nâng cấp máy, vui lòng đặt các câu hỏi bên dưới các topic này. Chúng tôi sẽ trả lời qua tin nhắn, có thể là qua những video trả lời hỏi đáp như này. Và các bạn muốn trả lời trực tiếp và tư vấn trực tiếp với mình thì có thể gọi điện thoại cho mình 077-357-4 số 9 ở cuối các bạn nha. Các bạn chỉ cần là like và đăng ký kênh, bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.